thì sẽ là kilonewton mét c. Xong bây giờ mình sẽ tạo một cái hệ lưới new order này. Hệ lưới thì mình sẽ vào grid omni số lưới theo phương x, thì ở đây mình sẽ đến xem này bao nhiêu nhé. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lưới. Đây có 1, 2, 3, 4, 5. Rồi về 5. Ở đây người ta bảo có 8 tầng thì sẽ có 9 lưới đúng không? Thì mình sẽ nhập vào đây được 9 này. Mấy cái này mình cứ để vậy, sau đó mình vào sửa luôn nhé. Bây giờ kích chuột phải vào Edit Grid Data, bấm vào Modify, mình sẽ sửa theo khoảng cách. Đầu tiên là thằng thằng x nhá, thằng x thì cái thằng đầu tiên nó là 5, 5, 6, 5, 5. Bao giờ thằng cuối cùng cũng bằng 0 đúng không? Còn bây giờ mình đặt tên nhá. Ở đây người ta đặt như nào thì mình cũng đặt như vậy. Nếu mà chỗ này không có tên ấy, thì mình có thể đặt nó một cái kích hiệu khác, ví dụ thăng hay là, hoặc là không để cái gì hết. Thì mình sẽ vào đây. Hai thằng đầu là mình sẽ không để tên. Mình xóa đi, để đi nét rồi. Hai thằng cuối. Người ta đánh số là từ 1 cho đến 5 vậy thì mình cộng y nguyên cái thằng lưới y này, copy thằng này xong rồi cho vào đây, cân về. Còn thằng này thì mình lại sửa thằng bên dưới này, bên dưới này mình lại sửa theo giống y như cái thằng ABCD này. Đây chính là A B C D. Thằng cuối cùng thì người ta không để tên thì mình cũng xóa đi. Bây giờ khoảng cách nhé, khoảng cách thì thằng đầu tiên nó là 5, 5, 5, cuối cùng là thằng cuối cùng là 2, 2.5. 5, 5, 5, 2.5. Tiếp bây giờ mình sẽ sửa lưới theo phương z. Hôm nay cũng ngồi xem nó không phải làm đâu, xong rồi về nhà xem lại video làm sao. Tiếp này, số lưới theo phương z thì ở đây người ta nói là chiều cao tầng 1 và tầng 8 là 42, còn lại thì là 33. Vậy thì mình sẽ sửa tầng Z1 là 3, 42. Tầng 8 thì sẽ là 42, còn lại thì mình sẽ cho nó là 33 tấc. Đấy, sẽ là 33. Xong rồi copy thằng này nhé, Ctrl C này. Cứ thế mình copy vào đây, không thì quét quét thằng này xong rồi căn b tự động đều 3 3 hết. Xong mình tích vào đây là sửa dầm theo dưới rồi là ok. Ok, xong lưới thì tiếp theo mình phải khai báo vật liệu. Ở đây người ta cho mình là dùng B25 cốt thép dọc C3 và C1. Cái này về tự làm nhé. Quyển kia thì có một số cái phải sửa lại đấy. Ví dụ như F phải C để lúc này anh gửi một cái video khác hướng dẫn riêng đấy. Bây giờ mình cần một cái tên Define Material. User Concrete. Ok.
Bây giờ cần mỗi cái tên để tí nữa mình phải vào B25. Đây lý 3. Ok. Mình đặt nó là tiếp dọc. Tiếp dọc C2, C3. Thế đang xe mấy nhỉ? Ok. Bây giờ mình đi khai báo tiết diện. Đầu tiên là tiết diện cột đấy. Cột thì có C1, số 5 đến số 5. Đây sẽ là cột vuông, vậy mình tí nữa mình không phải xoay cột thế hết. Tại vì đi thi mình chỉ có 90 phút thôi. Nếu mà xoay cột nữa thì rất lâu, nên là người ta sẽ cho mình cái cột vuông và cột tròn đỡ phải xoay. Có 90 phút rồi. Nên đòi hỏi kỹ năng nào nhanh. Tính đến chạy nội lực kéo phải mất thêm 30 phút. Thì 60 phút là đã phải xong cái mô hình mà bạn lại chọn rồi. Nên môn này trượt nhiều là mình thấy. Tiếp nha. Tiếp diện đầu tiên là cột đi. Còn lý nhé. Delta. Đây là C. C1, 6, 5, 5. Người ta đặt nào thì mình cũng đặt vậy. C1 gạch ngang 65 lên 65. B25. Thằng này thân ra. Con lùm ok. Còn lại đây là cột tròn đúng không? Giờ cái 60 này nó là đường kính nhá. Vậy thì mình sẽ cho vào đây là SNew này. Cycle. Đây sẽ là C. C260. C260. B25. Đây sẽ là 0,6. Ok. Đây rất đa. Tiếp thằng này mình sẽ add copy luôn nhé. Đây sẽ là C350 đúng không? C250. Đây sẽ là 0,5. Ok. Cùng với cái cột nhỉ? 3 cái đúng không? Xong rồi bây giờ mình khai báo tiếp cái dòng Delta. Đầu tiên là thằng D1 thì sẽ có D1 25 x 50. Này sẽ là B25. Dần thì sẽ là beam, còn đây thì mình sẽ chọn là tiếp đài. Ok. Bây giờ cứ add copy thôi, thằng này sẽ là D2. D2 30 x 60. Đây là 0,3, này là 0,6. Còn một cái là dập cong nữa là D3 25 x 40. Nhưng mà tiết diện vẫn là chữ nhật nhé. Đây là F copy. Ok. Bây giờ bắt đầu mình sẽ vẽ. Đầu tiên là vẽ dầm trước đi. Cái cột thì mình để cuối cùng. Cột thì mình xin theo kiểu là từ những cái điểm này mình sẽ băng xuống cột. Thì cái đấy làm mất cột thì vẽ mất khoảng 1 phút là xong. Còn bây giờ mình sẽ vẽ dầm. Đầu tiên là cái thằng D1 trước nhé. D1 thì là mấy thằng chạy dọc thế này. Đối với bài thi thì thường thì mình sẽ vẽ trong lưới hơi nhanh. Mình sẽ vẽ vào đây, đi vào đây nhé. Rồi quét như thế này. Chọn D1 này.
bật cái tiết diện lên nhá. Session ok. Đấy. Thì cứ mỗi một cái này sẽ là một giờ. Tiếp theo là thằng D2, mình lại cũng vẽ theo lưới. D2 quét này. Bây giờ còn cái thằng dầm cong của chỗ này nữa đúng không? Bây giờ mình sẽ quét này. Mình chỉ cần vẽ một nửa bên này thôi, xong tí nữa copy sang bên này. Tâm xoay của thằng này sẽ là x bằng 10, còn y là bằng 5. Edit đi và đi kết ta đi ăn. Tâm xoay thì đây là mình cho nó xoay cái chỗ Z thì là x bằng 10, y bằng 5. Mình cần thêm bao nhiêu nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Có 30 đúng không? Ok. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái thằng dầm cong một chỗ này. Thì phải bật cái label, bật cái tên của điểm lên. Ba hai đi, mình sẽ lấy 32. Đối với thằng cong thì mình sẽ vẽ qua hai điểm, chọn cover frame. Thằng này d 2 30 60. Ba hai, mình sẽ ở đây có bao nhiêu khoảng nhé, thì mình cứ chia làm mấy đoạn. Ở đây có 1 2 3 4 5, vậy mình sẽ lấy chia làm 10 đoạn. 32, xong rồi mỗi đoạn sẽ mình sẽ chia làm 1 giờ. Sau đó bấm ok. Tiếp tục cái thằng này. Thằng này thì nó là dầm D3 25 40. Mà cái dầm đấy lại tới đây cơ, lại thêm cái đoạn này nữa. Mình kích vào đây, lấy cái thằng 31 nhá. Đây thì mình sẽ chọn đầu tiên này, 31 này. Có 12 khoản thì mình sẽ chia làm 12 đoạn. Ok. Còn một cái thằng dầm cong ở bên trên này nữa. Bây giờ mình sẽ bắn một cái điểm ở trên này vào cái công cụ vẽ điểm, xong mình kích một điểm ở đây. Ở đây thì mình bật label rồi, vậy thì mình chuyển kích vào cái bút chì đó là nó sẽ tự thêm cái tên điểm này. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái dầm cong, đó là D3 25 40. Cho thằng này là 50. Mình cứ để là 10 đoạn nhá. Ok. À đây nhá, có vẻ là cái dầm cong này thì nó không mình thích chia bao nhiêu cũng được. Nhưng mà tốt nhất là mình nên chia nó càng nhỏ tốt, để tí nữa càng nhỏ thì sao nó tính càng chính xác. Đấy là lý do mình sao mình phải chia, và mỗi cái đoạn này mình phải chia nó là một dầm, để tí nữa còn vẽ xả. Nếu mà không chia thì không vẽ được xả. Tiếp nhá. Bây giờ xong dầm rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi khai báo tiết diện của xà. Ở đây thì người ta cho mình hai cái sàn, một là cái cầu trắng này là văn phòng, còn cái gạch chéo này là hành lang. Đầu tiên mình cái 15 này là ám chỉ cái triệu dày nhá. Bây giờ mình sẽ đi khai báo này vào file section property, chọn array section. Bao giờ cũng là cell, cả vách cũng là cell and new. Đầu tiên là thằng văn phòng 15 nhá.
Thì ta đặt tên nào mình cũng đặt vậy. Tên là B25, tải là 0.15, tải sẽ là 0.15. Ok. Lại thôi mình bây giờ lại tiếp với thằng hành lang ecopy thôi. Thằng này là hành lang 15. Ok. Khai báo luôn back nhé. Back thì ở đây mình sẽ có BC25, VA25 và VB25. Tức là cái chiều dày của back thì là 25. Thằng này thì mình end new đi. Đầu tiên là VA25. Vật liệu là VA25, ok. End copy nhé. Bây giờ sửa mũi tên thôi. Thằng này là VB25. Đây là BC25. Ok. Ok nhá. Bây giờ bắt đầu mình sẽ vẽ sàn. Đầu tiên là cái thằng hành lang trước. Ở đây chỉ có mỗi ô này và ô này thôi. Mình sẽ, đối với lại bài thi mình sẽ vẽ sàn theo người đi. Tức là một mỗi ô này sẽ là một sàn. Vậy thì mình sẽ vào đây, vẽ sàn con người, chọn hành lang, thích vào đây, thích vào đây. Sau đó mình muốn nhìn nó dễ. Bây giờ mình vẽ sàn rồi thì cái tiết diện của dầm mình không quan tâm nữa, thì mình sẽ tắt cái section của dầm đi và bật cái section của Erin lên, bật cái view object để quan sát cái độ dày của sàn. Đấy. Bây giờ còn lại những cái này đều là văn phòng hết. Vậy thì mình sẽ tích vào đây, chọn văn phòng. Nó có thang máy. Thì bây giờ nha, tí nữa mình sẽ vẽ xong cái thang máy này. Rồi bây giờ vẽ luôn trên cái sàn này. Tí nhá, cứ đợi một tí, đợi vẽ xong cái sàn này. Bây giờ thằng này nhá, mình cứ ta cứ để vậy đó. Và màu này nhìn nó hơi khó phân biệt đúng không? Là bởi vì mình đang để chế độ object. Tức là hiển thị màu theo theo cái phần tử. Ví dụ đây phần tử tấm thì nó sẽ để mỗi cái màu đấy thôi. Bây giờ mình sẽ hiển thị màu tiếp diện. Ok. Thằng này đang để màu xanh rồi. Hành lang mình cho sẽ chuyển màu khác. Vào Define, Section Property, chọn Early Section này. Modify. Thằng này mình sẽ chọn màu khác lên. Ví dụ màu màu này nhá. Ok. Xong tiếp vào bút chì. Chỗ này còn một cái dầm ở đây nữa. Vậy mình sẽ chơi ít chút. Đầu tiên là quét cái đối tượng giới hạn đúng không? Bây giờ vẽ thêm thằng này nữa nhá. Thằng này cho nó bao nhiêu? D3 25 40. Bây giờ mình ít chút một thể luôn. Thằng này quét. Thằng này quét. Vào edit này. Ít chút. Rồi edit. Edit này chọn trim extend. Thằng này mình sẽ là extend. Ok. Nhưng mà cái này nó đang là một dầm đúng không? Mà mình muốn là từ đây đến đây sẽ là một dầm. Vậy thì mình sẽ quét cái thằng này. Đầu tiên nếu mà quét như thế này ấy, thì nó lại quét luôn cả cái sàn rồi, thì mình tạm thời mình ẩn cái sàn đi. Vậy mình quét như thế này nhá. Sau đó vào edit này, edit line, divide frame. Mình sẽ chia cái đường thẳng theo điểm join. Ok. Đấy thì lúc này đây sẽ là một dầm, đây là một dầm. Bây giờ lại bật xem xong hết chưa? Được rồi, bây giờ mình sẽ vẽ sàn tiếp.
đối với lại cái sàn mà nó có cái dầm xung quanh, nó là dầm cong này, thì mình sẽ bắt buộc phải mình vẽ qua các điểm và đi vào đây draw văn phòng. Chỉ được vẽ tối đa qua 4 điểm thôi nhá. Còn một nửa lại thì mình có thể dùng luôn cái micro, tại vì cái micro này dùng nhiều, về sau mình để copy luôn cả thằng này nữa. Bây giờ mình xem là cái trục đối xứng của thằng này bao nhiêu. Đầu tiên là x sẽ là 21.5, 5 cộng 5 cộng 6 cộng 5 cộng 5 là 21.5. Còn y thì mình sẽ để bất kỳ. Thằng này thì đầu tiên là mình copy thằng này nè, vào edit, duplicate, chọn micro, song song với trục Z đúng không? Đây sẽ là 21.5. Đây là 21.5. Y1 thì mình cho 1 đi, và Y2 cho 0. Ok, thì được mình được cái bên này. Được chưa? Tiếp bây giờ mình sẽ vẽ cái sàn ở chỗ này. Đầu tiên là cái văn phòng. Bây giờ mình dùng cái lệnh duplicate, dùng cái radian copy như copy giờ về thằng này, nhưng mà chú ý là đây là cái góc mình 15 độ. Vậy thì xem bao nhiêu khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, tính nữa xóa cái đoạn này đi, 11 thằng. Vào edit này, duplicate, chọn radian, tâm xoay thì đây xoay quanh trục Z này, x bằng 10, y bằng 5. Mình cần 11 thằng và góc là 15. Ok, bây giờ xóa thằng này đi. Cái chỗ này tạm thời cứ để trống thôi nhé. Bây giờ mình sẽ vẽ vách. Vẽ vách thì ở đâu có vách ấy thì ở đấy sẽ coi như là không có dầm nữa. Vậy thì mình sẽ xóa cái dòng ở chỗ này đi. Thằng này chưa chia đúng không? Mình lại quét cái thằng này. Vào edit, edit line, divide. Ok, thấy chưa? Không, mình xóa đi. Edit. Bây giờ là mình hiện tại thì cái mặt bằng của mình là đang ở trên cái mặt bằng tầng 5. Mình sẽ di chuyển cái thằng này xuống mặt bằng tầng 1 đi. Tí nữa vẽ cho nó dễ. Quét cái thằng này nhé. Xuống tầng 1 là bao nhiêu nhỉ? Cắt cho vào. Cộng với 3m3 nhân với 6 trừ đi cái thằng tầng trên cùng là 4m2, xong trừ đi cái tầng 1 nữa là 4m2. Mình chỉ nhân 8, mình sẽ bắn xuống thì dây sẽ là -19.8. Ok, đấy, bây giờ mình bật xuống cái mặt bằng tầng 1. Được chưa? Đúng rồi. Tiếp nhá, bây giờ là mình vẽ cái thằng VC tại cho bạn. VC25. Đi thi được mang tài liệu vào đấy. Được mang cái này, mang cái này để tí nữa còn tính theo cái tiêu chuẩn
BS này đó. Tức là mình sẽ được mang vào. Nhưng mà nếu mà mang vào mà không biết, kiểu không biết làm, xong rồi quên mới mở ra thì không kịp. Nên là chúng ta để mang vào để tra bảo thôi. BS là theo tiêu chuẩn Anh. Còn ACI là tiêu chuẩn của châu Âu, còn CSA là tiêu chuẩn của Canada. Thì nước hướng dẫn luôn nhé. Có mang cái giáo trình không? Thì nước hướng dẫn nhé. Đến cái số đoạn này thì bắt đầu mình sẽ làm lại như này. Tiếp. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái vách ở đây. Thì có phải là ở đây chưa có mặt cắt là đi qua, mình sẽ lại phải tạo mặt cắt vào drawdown. Chọn drawdown đi vi nước. Xong mình vẽ từ đây nhé, nhớ là vẽ theo chiều từ trái sang phải, từ trên dưới. Bây giờ bắt đầu vẽ kích chuột phải. Mình sẽ tạo một thằng đây là VC hay nó NU, ok. Bây giờ bắt đầu mình, khi mà mình bên này mình bật mặt cắt lên thì bên này sẽ phải bật cái mặt bằng. Thay mình di chuyển xuống cái mặt bằng tầng 1. Chưa, đây là đang là Z24. Em. Rồi, đầu tiên bật đánh Y nhá. 3D. Bên này bật cái Y. Còn bên này mình sẽ vào mặt cắt vào cái NB, chọn BC5. Rồi. Mặt cắt của mình là từ đây cho đến đây. Nhìn vào cái màu đỏ này là sẽ biết này. Bây giờ là ở dưới này chưa có điểm đúng không? Vậy thì mình sẽ tạm thời mình bắn hai cái điểm này xuống dưới đây và công cụ bắn điểm này, bắn theo phương Z âm 4m2. Xong rồi bây giờ mình sẽ vẽ một cái vách ở chỗ này. VC25. Cái màu vách thì tốt nhất là mình chọn màu đỏ đi. Vào Define Early Section này. VC25 Modify. Nhưng mà cái thằng VC25 này của mình nó bị đục lỗ ở giữa này. Bây giờ mình sẽ phải chia cái này nhá. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ vẽ những cái dầm hào ở chỗ này. Khoảng cách từ trung điểm cho đến ra hai bên là 0.8. Đầu tiên là phải bật cái công cụ bắt trung điểm đấy. Bây giờ mình sẽ vẽ dầm. Dầm thì mình sẽ chọn là dầm năn. Ra hai bên là 0.8. Tiếp cái khoảng cách từ cái dầm này cho đến cái mép dưới này là 1.2, bên trên cũng thế. 1.2. Bây giờ mình sẽ chia cái thằng này theo, tức là chia vách theo cái dầm. Bây giờ mình sẽ vào Edit này. Edit Array, chọn Divide Array. Bây giờ mình sẽ chia theo đường thẳng. Sự trên line, click vào đây, ok, xóa thằng giữa đi, đi net này. Tầng 1 với tầng 8 thì nó bằng nhau đúng không? Vậy thì mình sẽ copy luôn cái thằng này lên trên tầng 8, một tí nữa mình vẽ nốt cái thằng tầng còn lại. Quét cái thằng này. Control, tốt nhất là vào linear đi, edit này, đi vào linear. Linear, mình sẽ cho lên cái tầng 8, vậy thì đây sẽ là 24 đúng không? 24 này, một thằng thôi. Ok. Đấy, thì được cái thằng này. Bây giờ còn những thằng bên trên này nữa. Bây giờ mình có cái thằng này nhá. Cho nó lên cái tầng, đây là tầng 1, cho nó lên tầng 2. Edit.
đi và liên kết 4m2 một thằng. Ok, nhưng mà cái tầng trên này nó chỉ có chiều cao là 3m3, vậy thì mình lại chia thằng này thì ở đây là mình chia thằng lưới, chia lưới tại vì cái lưới đây nó sẽ cắt ngang cái thằng này vào edit đi và đi edit này edit early divide chia thằng lưới vào này. Ok đấy, bây giờ mình chỉ việc mình xóa này xem đi lên. Bây giờ bên trên cần mấy thằng nữa? Bên đây này là 5 thằng đúng không? Vậy thì lại copy cái thằng này vào edit này, đi vào liên kết linear. Bây giờ chỉ có 3m3 thôi, 5 thằng. Ok đấy, về xong cái thằng VC. Bây giờ mình sẽ copy cái thằng này sang phía bên này đúng không? Trên thêm cái thằng bên này nữa. Từ từ đã, bây giờ mình sẽ copy cái mấy cái này nhá. Bây giờ lại vào mặt bằng này, bên này mặt 3D. Sau khi mình vẽ xong vách rồi, bây giờ mình vẽ tiếp cái sàn. Bây giờ lại vào vẽ sàn văn phòng. Bây giờ mình sẽ copy cái thằng này sang bên kia. Quét này. Vào edit đi và liên kết mirror. Mình sẽ lấy luôn cái này nhá. Ok. Đấy. Với vách thì bây giờ mình lại vào thế này nhá. Mình không phải tạo cái gì nữa. Bây giờ mình vào Select này. Property này. Còn nhớ cái này không? Select tức là vào cái này ấy, thì mình chọn cái thằng nào thì nó sẽ quét cho mình những cái thằng đây, ví dụ mình chọn VC hay nào thì nó tự động nó quét cho mình toàn bộ VC ở đâu VC 5 là nó sẽ quét. Bây giờ là mình muốn là mình copy cái thằng này sang bên này, bây giờ lại vào edit đi và đi kết video lấy luôn cái thằng này. Ok được chưa? Đấy. Đấy là xong cái thằng VC 25 mà còn cái thằng VA này nữa, VA 25 và VB 25 thì nó ở chỗ này đúng không? Tại vì khi đây này, cái dấu X này này nó chỉ là ở đây không có một cái sàn nào hết để cho cái thang máy còn đi lên nữa. Vậy thì mình sẽ xóa này đi, tí nữa vẽ lại nhá. Tí nữa cái sàn ở chỗ này này. Sau khi mình xong vách rồi mình vẽ tí nữa mình vẽ lại cái này. Vậy mình sẽ xóa hai thằng này đi, đi nét này. Bây giờ mình đi vẽ cái đầu tiên là VA25 là cái chỗ này đúng không? Là cái mặt cắt nó đâu đây em? Bên này em? Đây thì bên này cũng được nhưng mà tí đây là không nên vẽ ở trước nha, bởi vì cũng được vẽ đây nhá. Em bảo bây giờ tí nữa vẽ cái này xong nhá, xong mình dùng cái lệnh đi dùng cái lệnh này đi, xong mình copy cái đoạn này này, copy cái đoạn này sang bên này một khoảng là 2m, có vẻ nhanh hơn thì mình không phải tạo thành một cái mặt cắt ở đây nữa. Đấy. Còn xong rồi tí nữa mình dùng luôn cái mặt cắt này. Đây ở đây người ta không cho cái chiều dài chỗ này là bao nhiêu, vậy thì mình cứ để là 2m đi. Bây giờ mình vào đây nhá, vào cái mặt cắt đi qua cái thằng 2 này thì sẽ là IOZ đúng không? IOZ thì mình vào kích vào IZ này, di chuyển đến cái thằng bên này mình bật vào bằng đấy.
Di chuyển đến tầng 2. Vách cùng bình là chỉ ở từ đây đến đây thôi. Bây giờ mình vẽ một cái thằng vách như này nhé. Vẽ này. Tại vì ở đây nó có cái lưới rồi, bởi vì mình sẽ vẽ luôn là cái này nhá, vẽ thằng lưới, click vào đây, VA25, quen luôn vậy nữa, đó, có nhiều cách. Xong bây giờ mình quét cái thằng này, mình sẽ dùng cái linear, mình copy ra cái thằng được cái thằng sau này, vào edit. Đây là mình đang copy theo cái phương x nhé. Đi và đi cái linear tài bằng 0 tài cho một thằng không theo phương x. Đây đang là âm đúng không, âm 2m. Ok, đấy thì nó được cái thằng này. Bây giờ thằng này bật 3D nên để quan sát. Đấy thì mình được cái thằng vách ở phía sau này. Bây giờ nhiệm vụ còn lại là mình đi chia cái cửa nữa là xong. Chính là cái thằng này. Bây giờ lại đấy, đầu tiên là từ trung điểm sang hai bên là 0.75. Lại chọn cái dầm 5 nhé. Xong rồi mình sẽ bắt trung điểm này. Sang bên hai bên là 0.75. Nối từ trung điểm này xuống trung điểm này. Lại nối bên trên. Tiếp theo là 1. Cho vào đây là 1. Thằng này nối vào đây. Nhầm. Bây giờ mình sẽ chia cái thằng này theo. Đầu tiên là chia theo lưới này. Xong rồi này. Thực ra chia theo lưới thì nó chia rồi. Nhưng mà bây giờ mình chia theo đường thẳng thôi. Của cái dầm này hả? À? Cửa thang. À thì đúng rồi. Ở đây người ta bảo là cái thang của mình nó cao là 2m2. Thêm cái thằng cửa thang nữa nhá. Thằng này là 2m2. Đây mình sẽ chia thằng này theo đường thẳng vào edit array, divide array. Cả lần này thì có thể chia cả lưới cả đường thẳng, ok nhé. Cửa thì có cái thằng đầu tiên là thằng này, với thằng này thôi. Đi lên bây giờ còn cái thằng sườn bên này nữa đúng không? Còn thằng sườn bên này nữa thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ vào một cái mặt cắt bên này này. Bây giờ bắt đầu bật xy nhá. Đây còn cái thằng sườn bên này nữa thì mình quay thằng sườn bên này thì nó vào cái mặt cắt B này đúng không? Mặt cắt B thì bên này phải 3D. Bên này sẽ là xoz. Bên này lại bật cái mặt bằng. Đây mình quen một cái sườn về vẽ qua hai điểm đi, VA25 nối từ đây xuống đây là xong. Đấy, bây giờ mình sẽ chia cái thằng này theo lưới, click vào dầm này, vào edit array, divide array, mình sẽ chia theo lưới thôi. Ok, đấy. Xong rồi bây giờ còn một cái thằng ở bên này nữa, một thằng vách ở đây, vách đây đúng không? Mình sẽ lại dùng cái lệnh linear mình copy sang. Bây giờ mình chỉ phải quét cái thằng này thôi.
vào mình quét, mình sẽ copy theo cái phương y vào edit này, đi và đi kết này, linear này, thằng này cũng không thêm bao nhiêu nữa, đây là 25, cần thêm hai thằng nữa. Ok đấy, bật 3D để xem nó vẽ được. Bên này thì mình lại bật cái fill object này. Được rồi đấy. À, có cái thằng ở giữa này rồi. Đây này. B về 3D nhá. Bây giờ mình lại vẽ tiếp cái thằng cái gì? Thằng bây giờ mình lại vẽ tiếp cái thằng back trước bên này nữa. Back trước bên này thì nhớ nhá, nhớ là ở đâu có vách rồi ấy, thì ở đấy sẽ không có rầm nữa. Thì cái đây, chỗ này toàn bộ là bỏ rầm hết đi. Còn chỗ này là không có vách thì mình sẽ để rầm. Chỉ có vách ở chỗ này thôi. Bây giờ vẽ nốt cái thằng VB25. VB25 thì mình có thể đầu tiên là mình bắn một cái điểm ở đây đi, bắn một điểm ở đây, bắn một điểm ở đây, hoặc là mình vẽ một cái vách ở đây, xong rồi mình bắn sang bên này, xong rồi mình xóa cái vách này đi là xong. Mà dầm ở đây mình phải xóa nó đi nhá, tại vì ở đây có vách rồi. Xóa nó đi, đi nét này. Thằng này thì mình lại quét cái điểm này vào edit này, edit line divide. Ok, xong rồi mình xóa cái này đi. Thằng này mình xóa nó đi. Đây có vách rồi thì mình cũng xóa đi. Đã. Bây giờ có cái sàn ở đây thì tí nữa vẽ một thể luôn nhá. Tí nữa vẽ một thể với. Không, vách này này, vách cũng còn. Thấy chưa? Đây. Vẫn còn này. Vừa rồi là chỉ xóa rầm thôi. Khi mà mình xóa trên này nó chỉ xóa được với rầm thôi, không xóa vách. À, tức là lúc nãy mình copy từ bên kia sang nó bắn lại cái rầm luôn. Đúng không? Nó bắn luôn ở cái rầm này. Tiếp nhá. Thằng bây giờ mình vẽ nốt cái thằng vách bên này. Có thể xóa luôn cái rầm này bên này đi cũng được. À ở đây không có vách thì có. Không phải xóa đâu. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái thằng vách ở đây, xong mình bắn sang bên này nhá. Xong rồi mình lại xóa thằng vách này đi. Thằng này là nó theo cái mặt cắt 4. Bốn sẽ là YZ, bên này mình bật YZ này, bên này bật Y. Xong rồi mình di chuyển cái thằng này đến cái thằng mà cắt 4 này, tính từ đây đến đây, cho một phát từ trên này xuống nhá. Xong rồi chia luôn đi, thằng này mình sẽ chia luôn theo lưới vào edit Array, Divide Array, chia theo lưới. Ok, bây giờ mình sẽ copy cái thằng này vào edit này, mình sẽ copy theo cái phương x edit này, đi và liên kết này, linear thằng này là 0, thằng này là 2, một thằng thôi đấy, thì mình được cái thằng này. Bây giờ mình xóa này đi nhá, nhưng mà chỗ dầm này có thì mình lại bỏ chọn nó đi lên. Còn mỗi cái hai, còn mấy hai thằng sườn bên này nữa. Bây giờ thì mình sẽ vào cái mặt cắt B. Mặt cắt B là XZ. XZ đấy. Bên đấy. Được chưa? Đúng không? Tiếp, bây giờ mình sẽ vẽ từ đây kéo xuống đây đúng không? Thêm một cái thằng V. Cái này có chọn VB không nhỉ? Cứ vẽ cái này nữa. Bây giờ mình sẽ chọn cái thằng không, mình tạo một mặt cắt đây nhá.
VB. Assign array section này. Rồi sẽ là VB25. Ok. Bây giờ mình lại vào cái thằng B này. B là IZ XY IZ nhá. Mà cắt B này. Bây giờ mình lại chia thằng này theo lưới vào edit event vào edit này, edit array divide array. Ok, bây giờ mình sẽ copy nguyên cái thằng này sang thằng sườn bên này là 5m vào edit này. Duplicate linear cho thằng x bằng 0 và thằng y là 5. Ok, đấy, vậy là xong vách rồi. Được rồi. Bây giờ còn cái thằng bây giờ mình bắt đầu mình gắn tải trọng luôn nhá. Mình gắn tải trọng vào đây xong rồi tí mình copy lên bên trên là nó sẽ mang luôn cả tải sang. Bây giờ mình sẽ đầu tiên là gắn tải trọng này. Ở đây người ta bảo là có tính tải, hoạt tải, tải trọng gió. Bắt đầu mình khai báo này, vào define not painter. Tải sẽ là tính tải. Mình sẽ dùng chung, tức là mấy cái này mình quy về một cái tính tải, tức là cái loại tải trọng ở đây là tính tải thế số thì nhân với này 1.1 1.1 này modify tiếp theo là hoa tải. Hoa tải là level n new, tiếp theo là gió gió x nguyên n new gió y n new. Ok nhá. Xong bây giờ mình bắt đầu tiên này tải trọng. Đầu tiên là tính tải của sàn hành lang là 2.5, còn văn phòng là 1.2. thì bây giờ mình vào select property chọn early section này. Đầu tiên là thằng hành lang trước nhé. Ok, hành lang thì nó là 2.5. bây giờ mình sẽ đi khai báo để chọn assign này early not uniform assign thì biết ngay chưa sàn nhá. Đối với tải trọng sàn ấy thì mình vào early not uniform, còn đối với lại dầm thì là frame not. Tính tải thì mình để chọn đây là tính tải, đây là 2.5. vấn đề là gravity. Sau đó bấm ok nhá, thì nó sẽ cho mình cái ký hiệu ở đây này. Nhìn nhá. Bây giờ mình có thể tắt cái tên sàn đi được rồi. Đấy, em nhìn thấy là đây có 0.0 âm 2.5 đúng không? Cái 0 này là cái lực tác dụng theo phương x, 0 này là lực tác dụng theo phương y, còn cái âm 2.5 là lực tác dụng theo phương z. Ở đây do nó là chất tác dụng từ trên xuống dưới, đấy đấy sẽ là âm 2.5. Tiếp bây giờ cái thằng văn phòng là 1.2 vào select này. Property Array section này. Chọn cái thằng văn phòng. Ok, bây giờ vào assign array not uniform
1.2. Ok nhá. Đấy. Đấy là đối với lại tĩnh tải. Còn hòa tại sàn thì đối với lại hành lang là 3.6. Mình lại kích vào đây, hai thằng này thôi. Vào assign earning mark inform. Thằng này mình sẽ chọn nó là hòa tại. Thằng này 3.6 này. Ok. Bây giờ lại select này. Property early section. Mình sẽ chọn thằng văn phòng. Ok. Assign early mark uniform 2.4. End. Ok. Bây giờ còn cái tải tường nữa đúng không? Tải tường phân bố đều của tường lên dầm biên công trình là 12, còn mấy cái tường lên dầm còn lại thì là 8. Vậy thì mình sẽ vào đây. Những cái dầm biên này này. Đây, những cái dầm biên này. Bây giờ mình quét dầm biên thì mình ẩn cái sàn đi. Ok. Bây giờ thế này nhá. Đầu tiên này, mình chọn hai cái thằng này. Đối với lại cái dầm cong ấy, để quét nhanh nhất ấy, thì mình sẽ vào select, chọn poly này. Xong rồi mình quét này nhá, nhìn này. Thấy chưa? Nhanh hơn cái quét từng thằng đúng không? Đấy, xong bây giờ thế này không? Xong rồi đến cái thằng cuối cùng này, chuột trái hay là nó. Đấy, thì nó quét cho mình toàn bộ cái thằng này rồi. Bây giờ mình sẽ gắn tải tường. Tải tường phân bố đều trên cái dầm biên là 12. Bây giờ mình vào assign. Đối với tải của tường thì chính là đối với tải của dầm ấy thì chính là frame loop đúng không? Chọn distribute này. Thằng này là 12. Tải tường thì mình nó là tính tải thôi. Tường thì không thể nào mà hoàn tải được. Ok nhá. Tiếp bây giờ đến cái thằng dầm ở bên trong. Mấy cái dầm bên trong này. Thì bây giờ mình quét thế này nhá. Quét về là nhanh nhất rồi. Ở trên mặt bằng mình không thể quét được vậy. À, những điểm này thì nó không ảnh hưởng gì. Điểm này nó chỉ là về sau nhá, về sau mình muốn tắt điểm đi vào chữ V này. Not in view cái này tắt luôn. Điểm này thì chưa không ảnh hưởng gì nhá. Rồi, bây giờ bắt đầu mình gán này. Tải tường đối với lại cái dầm ở dầm còn lại thì là 8. Vào assign frame loop đi chi vô cực này, thằng này mình sẽ để là 8. S nhá. Ok. Đó. Bây giờ còn mỗi thằng tải gió nữa đúng không? Gió thì đối với này nó lại chia ra làm gió đẩy và gió hút. Tác dụng tại các dầm biên ở mức tầng là 3m, gió đẩy này là 3m2. Còn gió hút là 2.4 theo cả hai phương nhé. Vậy thì mình ở trong đây ấy, thì thời gian không cho phép ấy, thì người ta chỉ bắt mình gắn cái gió theo thổi theo cái phương x và gió thổi theo cái phương y thôi. Giờ không cần cái thằng ngược lại nữa, không có thời gian mà làm. Đầu tiên là gió đẩy tác dụng theo phương x nhá, thì nó phải nó thổi ở mỗi cái thằng này đến đây thôi đúng không? Mình sẽ vào select. Bây giờ nhá, phải nhìn cái này nó nhìn nó hơi rối đúng không? Mình lại kích vào đến khung này. Thì nó lại tự động nó tắt hết, nó chỉ ẩn tải thôi chứ không phải nó tắt luôn. Bây giờ mình sẽ lại vào select. Chọn poly.
Đầu tiên là đang gắn dấu x đấy, dấu đẩy nhá, dấu đẩy này nó chỉ thổi đến cái thằng dòng bia này thôi. Đấy, thì bây giờ mình vào size này, frame loss này, đi chi vụ tượt này. Bây giờ là gió x, thổi theo phương x này. Thằng này sẽ là bao nhiêu nhỉ? Gió đẩy là 3.2, thằng này sẽ là 3.2 S nhé. Ok, đây nhìn này, ở đây là do đây là dầm cong thì gió ấy, nếu mà bình thường mình khai báo nó là dầm do cái thằng này là dầm cong ấy, nên là khi mà bình thường là khi mà mình khai báo theo x ấy, thì nó là khai báo thẳng hạn đấy, thì cái dầm cong này nó sẽ phải quy đổi để nó hơi khác đúng không, nó sẽ khác với cái dầm thẳng. Vậy thì mình xem vào đây xin đấy này, con ly bây giờ vào assign frame loss đi chi cực này, thì bây giờ mình không chọn x nữa mà mình sẽ chọn là x project để nó quy đổi từ cái dầm thẳng với dầm cong, chọn x project nhá. Bây giờ sẽ là mình thay thế thằng vừa rồi mình gạt thì là replace, giá trị vẫn là 3.2. ok đấy, thì bây giờ nhìn nhá, bây giờ nó không phải là 3.2 nữa mà nó quy đổi này. Thì cũng phải đây thằng này 3.7, thằng này là 3.2.96 đấy, nó sẽ khác đấy. Bây giờ thằng gió hút, gió hút là từ đính từ đây cho đến thằng này, mình lại vào select Tony bây giờ lại vào assign nhé, sai, đây là gió hút đấy, frame loss đi chi vụ tượt này, vẫn là x project, gió hút thì là 2.4, s nhá, s2, ok, thì mình được cái thằng này. Bây giờ là còn gió y nữa đúng không? Gió y thì vách thì mình để sau nhá, bây giờ mình chỉ gắn vào tầng rồi gắn vào dầm đã. Bây giờ dầm ấy thì đầu tiên là gió số đẩy này thì chính là thằng này, số đẩy thì nó chỉ thổi vào bốn thằng này thôi đúng không, vào assign frame loss đi chi vụ tượt, cứ dầm cong vào cái dầm chéo thì mình sẽ để là project, thằng này sẽ là y project này, đây sẽ là gió y. Bây giờ là gió đẩy là 3.2, đây sẽ là 3.2 s, ok. Tiếp gió hút, gió hút thì sao nào, à hình như thiếu chỗ đoạn này đúng không, bây giờ mình lại quét lên vào xin lỗi này, tôi kích thằng này thì mình kích luôn thì cho nó nhanh. Sai có đen mát đi chim vẫn thế. Bây giờ là gió hút, gió hút là mình tính từ nó thổi từ thằng này đến thằng này đúng không, xung quanh cái này. Bây giờ mình lại dùng cái poly
sai này, Fahrenheit distributed, gió hút là 2.4, cho vào đây là 2.4, vẫn là E project S. Ok. Đấy, bây giờ còn mỗi cái thằng gió đẩy gió hút theo áp lực vào vách là 1.2. Bây giờ mình sẽ chọn đường vách. Đấy, nhìn nó hay rối đúng không? Bây giờ lại vào cái khung này, tắt đi. Bây giờ mình sẽ tức là bây giờ là có cái thằng gió X, tại vì cái vách của mình nó đang bị xiên thế này. Vách của mình nó đang bị xiên này đúng không? Thì thành ra là sẽ có thằng gió Y và thằng gió X như này. Đấy, thì người ta tính luôn là tổng của gió đẩy và gió hút quy vào luôn một thằng, không phải tức là không phải thằng này gió đẩy không cho thằng gió hút nữa mà người ta tính luôn. Bây giờ nhá, mình sẽ chọn chọn VC, tóm lại cứ chọn vách thì mình lại vào select, select này và property array section này, mình chọn VC 25, ok, nó sẽ chọn cho mình cả hai cái thằng này. Bây giờ mình sẽ gắn đổi gắn gió nhá. Gió thì đối với lại gió mình tính tổng luôn là gió đẩy và gió hút là 1.2 vào assign. Bây giờ không phải là frame not nữa mà là early not uniform. Đầu tiên là gió y nhá, gió y nhỉ, giá trị là 1.2, còn thằng này sẽ là theo cái phương y, nhưng mà do đây nó đang bị xiên thì mình sẽ là y project s này. Ok, trong tiếp theo này xin lỗi này, bây giờ mình lại đi gắn cái gió x early vc 5 và assign này early not uniform vẫn là 1.2 nhá. Đây là gió x, đây sẽ là x project s. Ok nhá. Đấy, vậy là xong, coi như là mình gắn xong tải trọng của tất cả tải trọng. Xong rồi, bây giờ mình sẽ copy cái sàn này. Bây giờ này phải bật sàn lên nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ copy toàn bộ thằng này, copy lên tất cả các tầng. Đây đang là ở cái đây này. Có phải em nhìn thấy ở đây nó bây giờ nó không hiện ra cái chiều cao của tầng nữa, đúng không? Thì bây giờ mình muốn xem là cái tầng này nó đang chiều cao bao nhiêu ấy, thì mình chuyển chiều một điểm đây. Kích chuột phải này vào location này thì mình quan sát thằng Z này sẽ biết là nó cao là 4m2, điểm này 4m2 thì chắc chắn là mặt bằng của mình đang là 4m2, thế thôi. Ok nhá, thằng này là đang ở cái tầng 1. Bây giờ mình sẽ copy lên tầng trên. Thì đầu tiên là mình copy lên cái có 8 tầng thì sẽ tổng cộng là có 8 mặt bằng, tức là mình đã trừ đi cái mặt bằng tầng hầm rồi. Vậy thì mình sẽ copy lên bên trên 8 thằng, 6 thằng nữa đúng không? Xong rồi bây giờ so cái cùng cái chiều cao là 3m3 vào edit thì vừa liên kết này, linear bây giờ là 0, z là 3m3. Mình sẽ cần thêm 6 thằng, đây là 0 này, 3m3, cần mấy thằng nữa? 6 thằng nữa. Ok. Đấy, bây giờ mình lên thằng trên cùng, lên thằng tầng áp mái ấy. Đây này. Bây giờ mình lại cóc lên cái thằng mái. Thực ra nghe là cái sàn ở trên cùng phải là sàn mái không? Nhưng mà do đây chỉ là cái công trình giả định thôi, tức là cái công trình để kiểm tra kỹ năng xa thôi, nên là người ta thôi nên là mình để luôn cái đấy là bên trên là văn phòng với hành lang. Từ từ quên chưa, không vẽ cái sàn này rồi. Bây giờ mình vẽ lại nữa. Đây mình vẽ nốt cái sàn này vào đây, vẽ qua hai điểm, chọn văn phòng. Đấy, bây giờ mình copy vào edit validate linear. Ok,
Bây giờ con lên cái tầng mái edit duplicate này nia 42. Bây giờ cần một thằng ok đây. Còn mỗi cột nữa là xong. Bây giờ này, bây giờ là cái cột vuông, cột vuông là như thế này. Bây giờ nhá, một là mình ở dưới cùng xong mình bắn lên, hoặc là mình tốt nhất là lên trên xong mình bắn xuống lên trên này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra cái chiều cao ở đây là 28.2. Nếu như mà nó không hiện ra ấy, thì mình lại vào cái điểm này xong mình kích chuột phải mình xem nó là cao bao nhiêu. Thì bây giờ là cột là từ đây đến đây sẽ là 28.2, tí nữa mình sẽ chia thành lưới. Bây giờ mình bắn nữa. Ở đây có cột đúng không? Ẩn sàn đi nhá. Thằng này là C1 65 x 65. Bây giờ mình dùng luôn thằng ít chút này. Cái này dùng nhiều nên là mình bật luôn ở trên tay công cụ. Mình sẽ chọn là C1 65 x 65 và cái Z là 28.2 XY10. Mình bắn xuống thì sẽ là âm 28.2. Một thằng thôi. Ok nhá. Đấy. Xong rồi tí nữa mình bắn hết đi. Xong rồi tí nữa chọn một thể rồi mình chia ra. Bây giờ mình bắn tiếp cái thằng này là C260. Ừ đúng không? Đây thôi. Đây có cột nhỉ? Thằng này thì mình chẳng được phải đối xứng làm gì đúng không? Vậy thì mình cứ kích luôn đi. Có mỗi 4 điểm thôi. Đây có. Rồi, đây sẽ bắn vào ít chút đấy. Chọn cái thằng là C260. Vẫn là cái thằng này. Ok. Tiếp cái thằng này nhá. Lại vào ít chút tiếp. Đây này là C250. Ok. Đấy. Bây giờ mình xong hết các cột rồi. Nhưng mà cột này nó chưa được chia theo cái thằng cột này. Bây giờ vào chọn cột nhá, Select này. Property frame section này. Bây giờ mình sẽ chọn ba thằng này. Ok nhá. Bây giờ mình chia theo các tầng vào edit line divide. Bây giờ là chia theo một lưới đúng không, thì là cái thằng cuối cùng. Ok nhá. Đó. Thì thằng này sẽ là một cột, đây sẽ là một cột. Xong hết rồi đúng không? Bên này bật đi, bên này bật đi. Còn thiếu cái gì đúng không nhỉ? Rồi bắt đầu mình sẽ chạy nội lực nhé. Nhưng mà nhớ nếu làm xong cái gì thì mình nên bấm Ctrl S, tức là mình lưu vào. Mình lưu vào thì ví dụ đây tầng này là ví dụ mình 6 nữa. Xem nhé. Tại vì đến nhiều khi lúc mình làm máy thì gặp phải cái máy cố không kém, chạy nội lực cái lag ngay, có khi mình bất bại. Nên là mình phải xem luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy nhá. Thằng này vừa quay video vừa chạy được nên là nó hơi chậm này. Bây giờ mình bắt đầu chạy này. À quên, cái này mình phải tổ hợp nội lực nữa nhỉ.
Đây. Xét theo tổ hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam thì ở đây mình sẽ có 5 cái tổ hợp cơ bản. Tổ 1. Tổ 1 thì bây giờ có tích tải cộng với hoạt tải. Tổ 2 sẽ có tính tải cộng với này 0.9 hoạt tải này. Đây là tổ 2, tổ 3 nhé. Cộng trừ đi gió, gió x. Tổ hợp 4, tổ hợp 5 thì sẽ là tính tải cộng với này 0.9 hoạt tải cộng với này cộng trừ gió y 0.9 nhé. Đây là 0.9, đây là 0.9. Tại sao lại nhân với này 0.9 là bởi vì cái gió này nó là gió bão. Thì không phải khi có bão thì chắc chắn là không có bảo vệ gió tốt nghiệp, đúng không? Vậy nên là cái này sẽ giờ cái trường hợp mà xảy ra vừa có vừa bảo vệ gió tốt nghiệp vừa có gió vừa có bão thì cái trường hợp này ít xảy ra. Thực ra là cũng có xảy ra, nhưng mà nếu mà mình tính theo cái này thì cột của mình này, dầm của mình này bố trí gọi là tiết diện quá lớn, hầu như không không có ai đủ tiền để mà làm đấy, nên là người ta sẽ nhân với 0.9 để đặt. Thì mình sẽ có 5 tổ hợp cơ bản này. Bây giờ vào tổ hợp nhé, define not combo. Cái combo ở đây là tổ hợp để chọn. Bây giờ mình sẽ tổ hợp nhé. Đầu tiên là tổ 1. Tổ 1 này, đầu tiên là tính tải S hoạt tải. Ok. Tổ 2. Tổ 2 thì sẽ có tính tải này cộng với này 0.9 hoạt tải. Đây sẽ là 0.9 nhé. Cộng với này 0.9 gió x. Ok. Tổ 3. Tính tải này hoạt tải là 0.9 này. Bây giờ là trừ gió x đúng không? Vậy thì mình sẽ cho vào đây là dấu âm. Đây là gx thì thằng này sẽ là mang dấu âm. S. Ok. Tương tự tổ 4. Tính tải hoạt tải gió y. Ok. Tổ 5 sẽ có là tính tải này hoạt tải 0.9 này cộng với này gió y, nhưng mà đây sẽ là âm. Ok. Ngoài ra sau này nếu mà người ta yêu cầu tổ bao ấy thì mình chỉ việc làm này nhá. Tổ S nhá. Thằng này sẽ là đầu tiên là tổ 1 này. Tổ 1 S. Tổ 2 S này. Tổ 3 S. Tổ 4 S. Tổ 5 S này, xong rồi sửa đây là tổ 3. Đấy. Ok. Rồi. Đấy, nhưng mà tạm thời cái công trình của mình ấy, bài thi chỉ cần 5 cái tổ hợp này thôi. Đấy, thì anh chỉ nói qua cái tổ hợp 3 này thôi. Nếu sau này mình gặp ấy thì mình biết cách mà tạo cái tổ hợp 3. Thằng tổ 3 là mình có thể xóa đi nhá. Ok. Tổ 3 là chính là hồi làm đồ án bê tông 1 ấy, có cái đường bao đấy. Giờ mình người ta anh tổ 3. Tiếp nhá, bây giờ mình sẽ đầu tiên này, nhìn lại thiết kế cái khung bê tông cốt thép theo cái tiêu chuẩn Việt Nam bằng bảng tính Excel thì cái này có làm được không? Không kịp, đúng không? Bây giờ ngồi mà làm bảng Excel theo tiêu chuẩn Việt Nam thì không kịp. Vậy thì mình sẽ làm theo cái tiêu chuẩn của nước ngoài, một là CSA, ACI hoặc là BS. Thì ở đây mình có cái
tức là trong giáo trình nó có cái thông số của BS rồi, thì mình sẽ theo cái thằng BS này. Bây giờ đầu tiên này vào design concrete frame design này, chọn view này. Bây giờ mình sẽ thiết kế theo cái của BS nhá. Đây chính là thằng BS 81109 7. Đấy, ok nhá. Xong bây giờ mình này quay trở lại, mình sửa cái thằng này, sửa cái vật liệu ấy. Đầu tiên là BS 25 modify. Đấy, nghỉ giáo chỉnh. Để lúc về anh gửi cho. Đầu tiên là trong đường riêng thì bao giờ là 25. Tiếp này, mô đun đàn hồi B25 là 30E3, nhưng mà đơn vị đây đang là MPA 30E3 MPA. Còn hệ số bắt sông thì vẫn là 0.2. AG mình để nguyên, F.C thì lại ở trong giáo trình thiếu nhá, thì lúc về anh gửi đó. Thôi cái này thôi nhá. Ok này. Tiếp tiếp die C1 modify. Bên tiến sửa trong đây nhá, trong đó chỉnh đó. Ok, những cái thông số trong trong giáo trình này thì là theo với tiêu chuẩn VS, theo tiêu chuẩn của anh, tương tự thằng C3 này. Ok nhá, bây giờ mình bắt đầu chạy nội lực này, run analysis. Thằng mô đồ thì mình không chạy nhá, do not. Những thằng này thì cho nó chạy tất. Run now. Sau này chạy đoàn tốt nghiệp còn lâu nữa, 30 tầng. À, tổ hợp là lúc mà mình xuất sang Excel. Ví dụ. Còn bây giờ là đang. Đúng rồi. Chạy rồi. Rồi. Tiếp nhá. Mình chạy xong nội lực này. Bây giờ người ta hỏi là thiết kế khung bê tông cốt thép theo cái tiêu chuẩn BS. Báo cáo đánh giá kết quả cốt thép khung trục 2 theo diện tích và hàm lượng. Khung trục 2 là cái thằng này đúng không? Bây giờ mình sẽ vào, bây giờ cái thằng này bật chữ Y. Còn thằng này bật Z xem nào. Y Z. Đây chính là cái khung này. Bây giờ có thể bật cái vách lên được rồi. Mình cần báo cáo về kết quả cốt thép của cái thằng này nhá. Bây giờ vào design concrete frame, mình sẽ chọn combo này, 5 thằng này ép sang. Ok nhá, 5 thằng này ép sang. Ok, bây giờ vào design vào start design nhé. Start design nó sẽ tính, nó tính luôn đây. Đây là một tính, tại cái này nó vừa quay video vừa chạy nên nó hơi lâu.
Nhưng mà cái kết quả tính này mình không dùng được trong cái đồ án. Với lại cho đi làm không dùng được. Cái này gọi chắc là cùng lắm rồi. Trong bài kiểm tra sẽ có đấy. Bài kiểm tra bắt buộc là rồi, đây nhìn nhá. Nhìn này. Đây. Nó sẽ cái OS này là do tiết diện mình chọn của bé. OS nhá, là tiết diện chọn của bé. Còn đây, tựa thép trên là cái thép một chỉ ở dầm bên trên đấy là 0.061, bên dưới là 0.08. Mà thường thì đơn vị của mình khi mà mình chạy nhá thì mình phải để là cm. Kilonewton cm. Đây, kilonewton cm này. Để nhớ thôi. Không nên để mét cũng được. Để mét thì nhìn nó gọn hơn. Đấy, xong rồi bắt đầu mình tắt cái này đi. Chụp ảnh cái thằng này cho xong Word thì vào cái sơ đế minh tool đấy, cho thằng này xong Word nhé. Tiếp này, đây mới chỉ là cái diện tích thôi, còn về hàm lượng, hàm lượng thì mình sẽ phải vào design, con display design, vào display design, chọn cái thằng v3 là hàm lượng, ok nhá. Đấy thì đây là chính là cái phần trăm này chính là hàm lượng tốt nhất. Xong lại chụp cái thằng này cho ra Word. Rồi, bây giờ tiếp theo là xác định chuẩn bị ngang gần nhất ở đỉnh công trình theo tổng phương x và y. Thì bây giờ mình sẽ làm cái thằng này nhá. Đó, thằng này thì bây giờ lại quay trở lại bình thường đi. End new window này. Này bật nó là XY. Bây giờ tắt cái hàm lượng đi lại vào cái khung này. Này bật 3D. Chuẩn bị ở đỉnh công trình thì mình sẽ quét toàn bộ mấy cái mặt bằng ở đỉnh mặt bằng mái này. Sau đó vào display show table này. Vào join output này, displacement join displacement này, cái gì đây? Với bên công trình này mình sẽ không chọn từng trường hợp tải mà mình sẽ chọn tổ hợp. Đây có 5 tổ hợp, ok nhá. Đây bấm ok. Đây nó đang là số nó hơi lớn nhỉ. Ở trong giáo trình cũng có nói về cái show table ấy, tức là nó giải thích xem là cái những cái kia là cái gì. Hiện tại thì số đây đang bị hơi lớn.
À nhớ ngả cái chân cột nhá. Ngả cái đúng rồi, xuống cái tầng hầm ấy. Xuống cái tầng hầm xong rồi ngả cái này là xong. Đó. Bây giờ chạy nồi nước này. Ngày xưa mà chạy này người mất 2 tiếng. Cái thời mà thời của các thầy dùng phiên bản trước ở V10 không? Máy vẫn trả lời thì cũng có gì đó. Chạy mất 2 tiếng ấy. Xong rồi ai mà chạy đoàn tốt nghiệp thì chắc phải dùng máy cây chạy phải. Còn chạy nát thì hơi cái này đợi một tí đâu đó. Cái này vừa quay video nữa thì nó hơi chậm. Đoàn tốt nghiệp thì mình dùng iTap thì nó chạy nhanh hơn. Với lại nhà 30 tầng thì chắc đối với máy bây giờ chạy tầm khoảng mất khoảng 10 cùng lắm là 10 phút. Điều nào mà chạy cái nhà căn ngang này chắc mấy tiếng, 70 mấy tầng. Mà nó người thì chắc lại dùng cái phần mềm khác rồi. Xếp là tính để tính sao? Tính tiếp sao? Đúng rồi, với lại tính móng. Còn cái còn sáp với em tác này. Sáp thì chỉ tính được mỗi giờ mới khô. Còn etap thì tính được cả thép của vách này. Đấy. Rồi, nó chạy xong rồi. Bây giờ bắt đầu quên chưa ảo ô xà. Cho nên là chưa ảo ô xà nên là đây nhá. Giờ mình chọn ô này. Cứ mở khóa đây nhá, mở khóa. Ok. Cho nên là chưa ảo ô xà nên là tính nó sẽ bị sai, chọn ô này. Vào assign Early, chọn Automatic Early Match nhé. Rồi mình sẽ kích vào cái Match Early này. Chọn tầng này là 66, tức là cái ô mình nó chia làm 6 phần. Ok. Xong bắt đầu mình sẽ chạy nồi nước. Ví dụ cái sàn của mình ấy. Cái sàn mình này. Nếu mà có dầm lên mình dầm lên nhá, xong rồi mình kích vào sàn này, xong rồi kích vào dầm này, xong mình chia vào thì nó lại chia thực. Còn khi mà mình chia ảo ấy, chia ảo thì nó sẽ, ví dụ mình chọn 66 không, thì nó sẽ thành như này. Như này. Tức là chia càng nhỏ thì máy nó tính càng chính xác. Nhưng mà đây chỉ chia ảo thôi, lúc mà nó chạy được thì nó sẽ tự động nó chia cho mình như này. Phút thì 60 phút là phải xong mô hình rồi. Còn 30 phút kia là để mình chạy nội lực. Môn này thì anh năm nào cũng mở 9 lớp để học bạn. Cũng phải ngang ngừa thì được vậy. Nó không có học không? Đến năm cuối rồi đúng không? Ừ. Các bạn nào cũng biết thì được hết cái này rồi. Đúng rồi. Với lại em thấy là có các em là đề thi thì mọi ai đều đề là vào tháp
Thế à? Tại bọn mình là học về xây dựng dân dụng mà, nên là chủ yếu là về. Ừ. Được rồi. Sau khi nó chạy xong nha, bắt đầu mình click vào cái hệ khung này. Bây giờ mình sẽ lên cái mặt bằng tường trên cùng. Quét cái thằng này. Sau đó vào display show table. Bây giờ là mình cần chuẩn bị ở trên đỉnh mái lớn nhất. Này bỏ đi, chuẩn bị. Ok. Đấy. Tôi vẫn hơi to nhỉ. À cái đấy á, thì vào cái display xong rồi mình vào show note. Show note rồi mình xem lại cái tải trọng mình gắn đúng hay chưa. Được không? Rồi. Này, cái đấy là anh thấy là nó ra tận mấy mét cơ. Không được. Đây đây cũng đang bị hơi to. Cái này để anh xem lại nhé. Cứ để anh xem lại. Bây giờ mình cứ cần moment nữa nhá. Xác định bản lực chân cột nguy hiểm nhất ở đây là theo cánh đường dòng trục. Bây giờ mình sẽ vào display sau table. Tắt này đi. Table nhé. À, đầu tiên là đối với lại cột đấy. Cột thì phản lực chân cột. Đây, đây, đây là chân cột này. Mình sẽ quét như thằng này. Có khi bỏ thằng vách đi nhá. Bỏ vách đi, chỗ này có vách này. Mình chỉ quét với thằng mấy cột thôi. Vào display show table. Phản lực thì nó là vector. Rồi output. Ở trong đây có nói nhé. Trong đây có nói cái mấy cái này là giải thích đấy.
hết cái ý nghĩa. Tài bỏ luôn. Phần ở trên cột xe là Rexon. Ok. Đúng không? Xong bây giờ mình sẽ xuất cái thằng này sang Excel. Đây người ta bảo là mình tính theo cái lực dọc trục đúng không? Thì ở đây lực dọc trục chính là cái thằng lớn nhất nhé. Nhớ là chú ý này. Cái kinh nghiệm của mình ấy, tức là mình không biết là cái thằng F1, F2, F3 này là cái thằng nào. Vậy thì mình sẽ có vẻ khi mà người ta bảo mình tính theo cái thằng lực dọc trục này thì chứng tỏ là cái lực dọc trục này phải là cái lực lớn nhất. Vậy thì đây nhá, xem vào lớn nhất thì cái đây có vẻ chính là thằng F3 này đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ đầu tiên phải lọc dữ liệu trước. Data này, filter. Thằng này thì mình sẽ lấy cái thằng đầu tiên 1, 2, 8, 4 này, 3, 4, 9, 8. Vậy sẽ lấy cái thằng này 3, 4, 9, 8. Mình sẽ lấy cái thằng này nhé. Xong rồi đưa cái thằng này sang Word. Xong rồi mở Word lên. Xong khi được dọc trục ở đây lớn nhất bao nhiêu. Xong rồi mình cho cái thằng này vào nhé. Đây, mình cho cái thằng này vào. Giờ lực dọc trục của nó là 3498.199 mm. Tiếp nhé. Bây giờ là xác định dầm theo M. Dầm theo moment. Bây giờ lại vào select này. Mình chọn mũi dầm luôn. Băng này. Bây giờ bấm OK. OK. Bây giờ mình vào display sau thay bộ. Đối với lại nội lực của dầm với cột đấy thì mình sẽ vào cái frame output này, chọn enable offset frame. Đây vẫn chọn thế nhá. Gần cuối giờ mà cứ chạy thế này hơi hồi hộp. Phải dành 30 phút cuối để chạy nội lực. Thế thoảng lại gặp vài phải mấy cái máy mà nó tắt hết mấy cái cụ đấy cơ. Đấy này phải bật lại. Rồi, bây giờ mình sẽ xuất này thấy Excel. Còn cái thằng này thì khi mà mình dùng xong rồi mình tắt nó đi. Bắt đầu lại lọc dữ liệu này. Data filter. Đây là dầm đúng không? Thì mình sẽ cần cái thằng M33 này. Hoặc nếu không biết cái thằng nào là moment ấy thì nhìn vào cái thằng nào lớn nhất ấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ đầu tiên là thằng này là 76. Rồi là -204, vậy sẽ lấy thằng này đúng không? Đây mình sẽ cho thằng này cho vào Excel ấy. Xong rồi mình đây là đối với dầm bao nhiêu, đây là tên dầm này. 746. Đấy xong rồi cho vào Word này nhá. Cột thì tương tự nhá. Cột thì mình sẽ quét tầng cột. Đây, mình lại vào select này. Property frame feature này, chọn bang cột này. Ok. Mà khả năng đi thi thì nó chỉ cho đây. Khả năng đi thi nó chỉ hỏi một cái thôi. Ví dụ nó hỏi dầm theo M vậy thôi. Không lại hỏi cột theo V nữa. Một trong ba thằng này. Bây giờ mình làm cả ba nhé. Làm cả ba thì nó hơi lâu một chút. Phải tăng lên. Đúng
Đấy, đối với cột thì mình cần cái thằng P này. Đấy. Thì bây giờ lại phải lọc dữ liệu. Cái này đang bị sao, bị đơ rồi. Đồn này. Rồi. Data filter. Âm 3498 này, thằng kia. Âm 8 này, lấy thằng kia nhá. Lấy thằng này. Tiếp nhá. Đối với vách thì người ta hỏi là tổng lực dọc trục có độ lực nguy hiểm nhất. Vậy thì mình lại vào đây. Tắt này đi nhá. Tắt này dùng xong rồi tắt đi. Bây giờ này. Bây giờ mình sẽ chọn tất cả các vách. Và Select, Select Property, Early Section, VA, VB, VC, chọn hết nhé. Ok. Bây giờ vào Display, Show Table. Đây, vách nó là phần tử tấm rồi, thì mình sẽ vào Early Output nhé, không vào cái thằng này nữa. Đây, table element for set. Ok. Còn nãy chuẩn bị để về anh xem lại, bởi vì nó đang ra rất to. Nó chỉ khoảng bao nhiêu cm thôi. Khi nó ra tận 0.63m thì nó lại thành 630cm. Bản chất anh làm thì nó vẫn ra là cm bình thường. Cái này không biết tại sao này, nó lại bị lỗi. Lần trước anh cũng chia vậy, vẫn chia 66. Nếu mà chia nhiều quá thì nó lại tính ra, tính nội lực lại tính lâu, còn nhỏ quá thì lại không chính xác. To quá thì không chính xác. Hãy tắt cái ông quay video này nhé.